chấp chấp ngâm mình dưới nước quái vật to đầu nhiều gân âm thầm lại gần cô không hay biết gì vẫn thoải mái kỳ cọ cơ thể bất ngờ quái vật tóm lấy chân cô nâng lên khỏi mặt nước rồi dìm xuống a à, không hay rồi phải mau cắt đứt mớ xúc tù này nhưng cô chưa kịp làm gì quái vật đầu to phun ra một luồng khí làm chấp chấp ngất lịm đi ở bên này anh minh đang dùng răng cắn đứt sợi dây thừng ai ra vẫn là bộ nhá của mình tốt mà có khi tiểu tổ tông kia sắp quay lại rồi mình phải mau chóng trốn đi xa xa thôi đột nhiên tiếng chim kêu vượn hú làm anh minh chú ý ồ yêu khí mạnh thật hình như là từ chỗ của tiểu tổ tông kia thế là anh vội vội vàng vàng đi về phía đó y phục còn ở đây sao không thấy người nhỉ chẳng nhẽ lại đúng lúc không mặc đồ lại bị bắt đi sao anh mên lập tức nhảy xuống nước quái vật nhìn thấy có người quấy rối liền dùng xúc tu tấn công hạch sảng liên tục né tránh ha ha tốc độ này mà dám đánh ta sao dứt lời anh lao xuống chỗ quái vật đầu to nhưng bất ngờ nó phát ra một luồng điện tấn công về phía anh sau đó liền thấy một ánh mắt kinh hãi của quái vật anh mên không những không sao còn trở nên mạnh mẽ hơn dùng tốc độ nhanh nhất hạch sảng lao xuống dưới cướp được người trong tay quái vật sau đó bay lên trên mặt nước thật là cảm ơn ngươi đã nạp điện cho ta quái vật không buông tha liền đuổi theo ô dám đuổi theo lên đây ở trên bờ thì phần thắng của ngươi là con số không đó xoạch một tiếng đầu to liền bị cắt làm đôi ô vị bằng hữu nào đã ra tay tương trợ vậy một tên kiếm khách ngồi trên cây nói vọng xuống ngươi chính là hạch sảng đúng không anh bên đặt chấp chấp xuống rồi cởi áo đắp lên người cô đúng vậy vị huynh đài này xin hỏi là ai vậy thanh thành sơn tiết vân ô hóa ra là người thanh thành sơn tôi với tiểu thư tần thiếu phúc nhà các anh là người quen cũ đó từ giờ có thể chăm sóc cho nhau nhiều hơn khuôn mặt kiếm khách đột nhiên trở nên trầm mặc ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức để dàn xếp cuộc hôn nhân giữa tần sư tỷ và trên rác rưởi yếu sinh lý đó không hả cứ nghĩ rằng sau khi ta kế thừa chức vị tông chủ sẽ gả cho sư tỷ nhưng không ngờ tỷ ấy lại bị tên xúc sinh ngươi trà đạp hạch sảng há hốc tình cảm của ngươi có cần phải cẩu huyết như thế không đi chết cho ta tiết vân chém một nhát về phía hạch sảng anh lập tức lách người né tránh a à, ra tay độc ác vậy ngươi thật sự muốn lấy mạng ta đúng vậy đi chết đi vậy thì ta không khách khí nữa anh men trực tiếp đấm mạnh xuống đất một luồng xung kích ồ ạt lao về phía kiếm khách kia hắn liền vung kiếm chống đỡ cứng đầu nhỉ nhưng ngươi không phải đối thủ của ta dám làm chuyện cầm thú với thiếu phức của ta ta cực cả mạng sống cũng phải giết ngươi đợi đã ta rốt cuộc đã làm chuyện không bằng cầm thú gì với cô ấy chứ còn không thừa nhận ngươi hạ thuốc tỷ ấy rồi bắt đi làm chuyện đổi bại đúng là không kể hết tội Huynh đệ à không đúng nha, chuyện này là ngươi nghe ai kể đó. Tiết Vân lấy ra một mảnh giấy, đây là thư đồng đạo giang hồ gửi đến vạch tội ngươi, ngươi còn muốn cãi, ta đoán chắc chắn là thư ẩn danh hả? Đến thư từ ai ngươi còn không biết, điều này không quan trọng, điều viết trong thư là sự thật là được, chẳng nhẽ đồng đạo lại lừa đồng đạo. Anh mên bó tay ôm đầu, thật là thứ tu luyện đến ngu người, chẳng biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác, đừng có ngụy biện, quyết đấu sinh tử đi. Tiết Vân lại lao lên, đúng là tên cứng đầu anh mên vào thế chuẩn bị đánh trả hai bên giao tranh năm trăm linh một hiệp canh 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 đột nhiên có tiếng gọi dừng tay tiểu vân tử trước khi đến đây tông chủ dặn ngươi như thế nào phái ngươi đến cuộc chiến anh kiệt là để trả thù sao kiếm khách liền thu tay cửu sư thúc đệ tử không dám ồ một con vẹt sao gọi là cửu sư thúc tên này ngáo đớ à tiểu sư thúc là thần điêu do tổ tiên đời thứ ba núi thanh thành nuôi đã hai trăm tám mươi tuổi rồi thâm niến của tông chủ còn không bằng ông ấy nhưng cửu sư thúc đức thọ tự nguyện xếp cuối trong các trưởng lão cho nên mới xưng hô là cửu sư thúc. Các ngươi đừng náo loạn nữa, hạch sảng ngươi nói chưa từng làm chuyện xấu với thiếu phức, có dám thể không, có gì mà không dám. Trời đất chứng giám, nếu như giữa ta và thiếu phức có xảy ra chuyện gì không nên thì nguyện chịu bị điện giật chết, như vậy được rồi, tiểu vân tử có ân oán gì thì bỏ qua một bên. Nắm bắt thời gian tìm thiên mãnh tinh mới là nhiệm vụ cấp thiết, lúc này chấp chấp mở mắt tỉnh lại, cô sao rồi đỡ chưa, hừ ai lột đầu của bà rồi, lưu manh, chấp chấp tung ra một cú đấm, bà cô à, có phải là mất trí nhớ rồi không? Là cô tự cởi đồ ra mà, ấy ta nhớ lại rồi, ta là bị sứa Hàn Uyên tấn công, là hai người cứu tôi sao? Đúng vậy, vị kiếm khách này ra tay nghĩa hiệp, sứa này là anh ta giết, ô động vật sống theo bầy như sứa Hàn Uyên rất khó đối phó, không ngờ vị anh hùng này có thể một đao giải quyết, thật lợi hại. Tại hạ sở lưu chấp của ba nguyệt động, đợi đã cô nói gì cơ, sứa này sống theo bầy, phải đó, sống theo bầy cả gia tộc luôn. Lúc này dưới hồ kia một bầy quái vật đầu to nổi lên, ba người thay nhau há hốc con miệng nó chọc phải ổ sứa rồi bọn chúng đồng loạt tấn công cẩn thận đó hàn uyên thủy độc không chỉ giải phóng ra điện lưu mà còn có độc đi kèm đó tiết vân không ngần ngại lao lên phía trước cứ để đó cho tôi xoẹt 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 xúc tu của bọn sứa bị chém thành từng khúc lúc này một đàn quái vật khác tiến về phía ba người chớp tiệt không chỉ có hàn uyên thủy độc cả cánh rừng đều công kích chúng ta rồi chấp chấp lập tức thi triển thủy thuật tung ra một chiêu đánh bay đàn quái vật ở phía kia nhưng khuôn mặt hạch sảng vẫn không hết chấn kinh không phải chứ, trên trời cũng kéo tới luôn kìa, chớ tiệt chỗ này quả nhiên là yêu khí hoành hành mà, hư mấy thứ này cứ để tôi chém hết, chúng ta hiện giờ ba mặt bị giáp công rồi, đây không phải là lúc để đấu trực diện, nhát gan như thế thì ngươi cứ trốn nề. Bất ngờ con vẹt lao xuống cốc vào đầu Tiết Vân, thằng nhóc hồ đồ, không nhận ra đây là cái bẫy à, vậy mà còn tính làm càn sao? Trong đầu nhà ngươi có cái gì thế? Chỉ có nước thôi sao? Vậy ngài nói phải làm sao bây giờ? Nghe lời của Hạch Sảng đi, đầu óc của nó là một nhân tài đó nếu vậy thì theo lời sư thúc nói tiết mỗ ta sẽ nghe theo lời phân phó của huynh tôi cũng nghe theo lời của cậu chúng ta phải làm gì bây giờ đám xúc sinh này không thể nào có khả năng tự phối hợp được nhất định là có kẻ đứng sau giật dây bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng bất lợi vô cùng phải tạo ra cơ hội thay đổi cục diện mới được thay đổi kiểu gì đây đợi sau khi tôi ra tay mấy người phải nhắm mắt vào đó lúc này đám ra ta trên không bắt đầu lao xuống nhắm mắt lại anh bên đứng tấn rồi bắt đầu gồng chiêu kết thúc chiêu thức là cái chắp tay của hạch sảng một cỗ sấm sét như là lôi kiếp giáng xuống đám yêu thú bị đánh cho tan tác thành thịt cháy da ta gãy cánh rụng xuống là tả như lá mùa thu hạch sảng ngồi xuống thở phào xung kích có phạm vi vài trăm mét nên chắc là không bị phát hiện đâu không ngờ cậu cũng mạnh phết tất cả từ đầu là cậu giấu nghề đúng không mọi thứ đều bị các ngươi nhìn ra rồi tiếp theo đây chính là xem xem kẻ nào đang đứng đằng sau giờ trò quỷ lẽ nào lại là thiên tượng minh sao tuyệt đối không thể là bọn họ được tại sao cô lại chắc chắn như thế đột nhiên khuôn mặt tiết vân trầm mặc mùi máu tanh quá dựa theo mùi máu ba người lập tức bay đến một dòng sông xác người chất đống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây đều là đệ tử các phái đến tham gia anh kiệt tranh tài mà từ trên miệng vết thương cho thấy toàn bộ đều bị chết bởi vì dã yêu tập kích rốt cuộc là kẻ nào làm lại có thể khống chết đám dã yêu đồng thời tập kích lúc này có một đôi mắt ác quỷ trong bụi rậm quan sát mọi thứ tình huống hiện tại khẳng định không bình thường nhất định phải truyền tin tức ra ngoài anh mê liền lấy điện thoại ra gọi 113, không được trên núi này hoàn toàn không có tín hiệu hạch sảng nhìn con vẹt trên cây vậy thì chỉ còn có cách này thôi đùa gì thế bảo ta làm chân đưa thư cho các ngươi tiểu tử ngươi có biết ta có bối phận thế nào trên giang hồ không đương nhiên là biết cửu sư thúc thân phận tôn quý nào có thể dễ dàng ra tay bây giờ đệ tử tinh anh các phái rơi vào hiểm cảnh chính là lúc để thúc thể hiện tài năng của mình và lật ngược tình thế khi đó thúc sẽ là chú chim siêu anh hùng giải cứu thế giới được hàng nghìn người kính trong và vô số hậu nhân sẽ tôn thúc như chúa cứu thế Vẹt ngu bị dụ liền kêu lên, "Tiểu Vân Tử, ngươi đợi ở đây, sư thúc đi gọi viện binh cho ngươi, vâng làm phiền sư thúc rồi." Ha ha, cuối cùng lão tử cũng sắp đạt được thành công lớn rồi. Lúc này một luồng khí xông thẳng về phía ba người, không ổn là sương mù độc, kẻ địch nhất định ở gần đây, chấp chấp cùng Tiết Vân thủ thế chuẩn bị ra tay, nhưng chưa gì bọn họ đã ngã lăn ra đất. Đúng là nơi có họa long ắt có phượng sổ, đã nói là sương mù có độc rồi mà không biết nín thở, hạch sảng lập tức kéo thân thể hai người bỏ chạy về phía ngược lại hai người nợ tôi một ân tình đó nhưng chưa chạy được bao xa thì mắc phải một tấm lưới răng sẵn chết tiệt rốt cuộc tại sao lại phải tốn công sức mai phục ta như vậy đám người hạch sảng bây giờ như cá nằm trong lưới một bé yêu thú xuất hiện còn muốn chạy nơi đây hôm nay chính là nơi trôn cất của các người cô gái đừng manh động tôi giống với cô đều là yêu đừng rảo biện ta phải khiến các ngươi đền mạng cho lục lục ô lục lục cô quen lục lục sao lục lục là hồ yêu đúng không tôi biết cô ấy ở đâu ngươi nói gì lục lục vẫn còn sống ư anh mê liền lấy tấm hình chụp chung đưa cho tiểu yêu trước mặt xem ô đây đúng là lục lục đây là ảnh chụp chung tuần trước của bọn tôi lục lục với tôi là bạn tốt vậy hai người họ thì sao họ cũng vậy hóa ra là như vậy suýt nữa thì ngộ thương người của mình rồi xin lỗi nha không sao giải trừ hiểu nhầm được là tốt rồi tiểu yêu phẩy tay một cái các huynh đệ đều ra ngoài đi mở mạng nhện thả bọn họ ra ngoài một bầy rồng rắn hổ báo cáo trồn liền xuất hiện tiểu yêu xoay người kêu hạch sảng đi thôi ta đưa ngươi đi gặp lão đại thương lượng xem có thể phái người đi đón lục lục về không lão đại của các cô à ừm nếu không phải lần này có huynh ấy thì không dụ được nhiều tu linh giả như vậy huynh ấy chính là yêu hoàng linh miêu hào hiệp nổi tiếng ở yêu giới bọn ta hồng liệt cửu anh mên há hốc thiên mãnh tinh linh miêu yêu sao lúc này chấp chấp và tiết vân vẫn còn chưa tỉnh được hai con tinh tinh cõng đi nguy hiểm quá chút nữa thì làm đồng bào bị thương vậy tội của mình lớn nhất hai tổ tông này đừng tỉnh lại lúc này đột nhiên tiểu yêu khượng lại hỏi sao mấy người lại xuất hiện ở đây đây là túi vật tư của họ đều là tu linh giả đến tham gia trận đấu anh kiệt cái gì những thứ này đều là của tu linh giả đến tham gia trận đấu lẽ nào anh a à, cô nghe tôi giải thích mọi chuyện khá là phức tạp tiểu yêu bất ngờ quay lại ôm lấy hạch sảng anh chính là gián điệp bọn tôi cắm vào tu linh giới phải không ô hóa ra là vậy mạo hiểm tính mạng và nội bộ kẻ địch rồi dụ chúng tới đây thật là dũng cảm đúng là anh hùng anh hùng anh hùng đám yêu thú bắt đầu tung hô anh mền hồng lão đại cứ không chịu tiết lộ tin tức thân phận gián điệp không ngờ đụng phải ở đây chúng ta mau đi gặp hồng lão đại anh nhất định có rất nhiều việc quan trọng muốn nói với ông ấy đúng không hu hu thực ra cũng không có gì đáng nói quả này toang rồi một lát sau anh mên đã được đưa đến một hang động đến rồi đây là chỗ tổng đà chúng tôi ở đột nhiên hạch sảng ôm bụng kêu ai ra anh hùng anh làm sao thế chắc là tôi ăn gì nên đau bụng tôi đi vệ sinh một chút nói xong hạch sảng chạy đi té khói đến một lùm cây anh chui vào may mà mình nhanh trí dù sao cũng biết chỗ rồi chạy trước rồi nghĩ cách vớt hai người họ ra bất ngờ hai anh Juka xuất hiện, anh hùng, trong núi có thể còn tu linh giả lọt lưới. Để đảm bảo an toàn cậu đừng chạy quá xa, chúng tôi ở bên bảo vệ, cậu không cần lo bị trả thù, cậu yên tâm mà đại tiện đi, một lát sau hạch sảng được áp tải về. Tiểu yêu liền chạy đến, mau đi thôi, hồng lão đại đợi gấp rồi, sau đó liền thấy hai người đi sâu vào trong, xin lỗi nên xưng hô với cô thế nào. Tôi tên Thủy Đa Đa, anh gọi tôi là Tiểu Thủy đi, một lúc sau Tiểu Thủy kêu lên hồng lão đại, một con mèo chột đứng chắp tay, vị này là anh hùng cô đưa về ngài không biết anh ta sao anh men rét run trong bụng bắt giặc bắt vua trước bắt tên họ hồng này trước có lẽ còn cơ hội sống bất ngờ hồng lão đại nói cuối cùng cũng gặp mặt rồi minh tiên sinh hồng lão đại nghe danh đã lâu dọa chết ông đây rồi thì ra là chưa gặp bao giờ nhìn bút tích trên thư của cậu cứng cáp có lực không ngờ lại còn trẻ như vậy minh tiên sinh biết đại nghĩa ẩn mình giữa quân địch mưu hoạch đại kế với chúng ta tuyệt đối là ánh sáng của yêu giới tiểu thủy Lần phục kích này kết quả như thế nào? Theo lời dặn của ngài, chúng tôi chọn mai phục ở chỗ có nguồn nước, quả nhiên có không ít tu linh giả đến, tính đến hiện tại đã tiêu diệt được 23 người. Đại diện Long Hồ Sơn là ai? Tiêu diệt hắn chưa, mỗi thi thể chúng tôi đều đã kiểm tra, không có tín vật của đệ tử Long Hồ Sơn, có lẽ là chạy rồi hoặc trốn rồi. Địa vị của Long Hồ Sơn ở tu linh giới không nói cũng biết, nếu có thể giết đệ tử của chúng, chắc chắn có thể sẽ đánh vào sự kiêu căng của đám đạo sĩ đó. Đã hiểu, giờ tôi sẽ đi sắp xếp mọi người tìm kiếm hắn đúng rồi minh tiên sinh nếu đã lộ mặt có phải nên nói rõ thân phận rồi cậu tên gì là người môn phái nào ta tên bạch sản đệ tử ba nguyệt động được bạch thiếu hiệp đưa đây đi khuôn mặt anh mên tái xanh như đuýt nhái không phải chúng ta đã nói trong thư thứ lúc gặp mặt sẽ đưa cho tôi không phải cậu quên rồi chứ ồ ông nói cái đó à hạch sản chỉ biết khóc thét quỷ mới biết các người hẹn đưa nhau cái gì ông có biết thứ đó quan trọng thế nào không đương nhiên có vật này là có thể hủy đi tu linh giới nếu là như vậy, vậy ông cảm thấy tôi sẽ dễ dàng giao cho ông sao? Hủy đi tu linh giới rốt cuộc là thứ gì đây? Thế nào, ngươi muốn nuốt lời sao? Ta lấy bản thân làm mồi nhử, đưa tu linh giả vào trong sơn cốc. Ngươi bây giờ còn muốn trốn nợ? Không phải, chúng ta có thể bàn bạc lại. Không có gì để bàn cả. Ta đếm đến ba, một là giao ra đổ, hai là chết. Lão chuột vừa đếm đến hai thì nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Nam nhân tới cùng bạch đại ca tỉnh rồi, chưa nói năng gì đã ra tay đánh nhau, bọn ta không cản được. Hồ nháo, gây rối thêm, tôi đi xử lý anh ta, người thân à anh tỉnh thật đúng lúc các ngươi đừng qua đây tiểu vân tử bình tĩnh chút đây đều là người của mình người của mình ngươi chắc chứ đúng đều là người của mình anh đừng làm chuyện ngu ngốc nữa lão chuột chỉ đứng quan sát hai người nói chuyện mà không tới làm phiền vừa nãy cha rõ rồi ba người họ đều là nhân tộc ừm biết rồi rốt cuộc là có chuyện gì cậu không muốn chết thì phối hợp diễn kịch với tôi vừa tỉnh đầu óc cậu ta có chút mơ hồ suýt chút nữa làm bị thương người của mình mong hồng lão lượng thứ hồng lão xin đừng trách ta hồ đồ không sao chuyện nhỏ A à, suýt nữa quên chấp chấp, cô ấy có phải vẫn chưa tỉnh đúng không? Chắc là vậy, mau đi tìm cô ấy. Muộn thì e là cô ấy cũng sẽ gây họa. À được, được rồi, hai người đang tính chuồn thì bị hai chú gấu trúc xanh chặn lại. Hai vị đừng giả vờ nữa, thật to gan, vậy mà dùng cách này lẻn vào tổng đà của ta, muốn rút củi dưới đáy nồi ta sao? Chắc chắn là có hiểu lầm rồi, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện? Nếu đã vào động rồi thì đừng hòng ra ngoài. Lúc này một đám yêu quái lao lên muốn bắt hai người lại. Đột nhiên lúc này cả hang động chấn động kịch liệt xảy ra chuyện gì thế không hay rồi hồng lão cửa hang động bị tu linh giả vây kín rồi cái gì chứ bên ngoài thì những tu linh giả đã đứng ngay cửa động mà không ngừng tấn công các vị đạo hữu không cần nương tay san bằng hang ổ của yêu xúc này đi tốt tấn công vào thôi cứ thế những tu linh giả tấn công muốn đánh sập cả hang động người bên trong bị đá rơi rớt chúng kẻ chết người bị thương vô số sao có thể rõ ràng nói sẽ không có cao thủ tuyệt đỉnh xuất hiện mà lão chuột đang ngơ ngác thì trên đầu một tảng đá lớn rớt xuống Thấy vậy hạch sảng liền lao tới kéo lão chuột cứu lão một mạng. Ông nhìn cho rõ, tôi đang dán cái gì? Nạc linh phủ, tại sao ngươi lại dán thứ này? Hửm, ngươi rốt cuộc là ai? Bớt phí lời, bây giờ chỉ có tôi mới có thể cứu mấy người. Lập tức đưa tôi đi tìm người. Sơn động chỉ một lối ra, sao ngươi có thể chạy thoát được? Nhưng nếu ngươi là đồng tộc, ta cũng không có lý do không giúp ngươi. Đi theo ta, tiểu vân tử chú ý bảo vệ. Đừng sợ, tôi nhất định sẽ cứu được cô mà. Cho tôi nước với, đợi sau khi thoát được thì tôi đưa cho cô nhé nguy rồi cửa ra bị bịt kín mất rồi lúc hai người tuyệt vọng thì cửa động bị một đường kiếm khí đánh nứt là tiểu vân tử bên ngoài vung hào chảm kiếm đánh vỡ tốt quá tìm được rồi sao rồi có thể cử động được không đó trên người vẫn không còn sức gì nữa chuyện gì đang xảy ra vậy đi ra rồi sẽ nói cho cậu cậu đã tìm thấy người mà cậu muốn bây giờ làm cách nào để thoát ra đây tại sao vẫn không ra ngoài được vậy bây giờ chúng ta đang ở nơi sâu nhất đó ngay cả những tu linh giả tinh thông thổ pháp cũng không thể di chuyển nửa ngọn núi để cứu chúng ta được cậu giúp tôi đỡ cô ấy, có lẽ tôi sẽ phải trợ giúp một chút thời gian, cậu muốn làm cái gì, thổ pháp, cửu lũy chung, hạch sảng vung ra một trường về hướng hang bị bị kín. Cửu lũy chung chẳng qua chỉ là một công pháp cơ bản để bơm khí khám phá địa chất, tại sao bạn lại sử dụng cách này cơ chứ, sau thổ pháp thì hạch sảng lại tung lôi pháp để khai mở đường chắn. Cái gì, đó là song thuộc tính sao, hạch sảng dùng hết sức của mình vung ra một kích toàn lực, cuối cùng cũng mở được một lỗ hổng thông thoáng. Tốt quá, thành công rồi, vì dùng quá lực mà hạch sảng thổ huyết, hạch sảng cậu không sao chứ tôi không sao mau đi thôi sau một hồi men theo hang động thì năm người cũng thoát ra ngoài hạch sảng cậu mau tỉnh lại đi nơi này quá nguy hiểm trước tiên phải rời đi rồi hãng nói lão chuột nói xong thì đã bị một tia linh lực xuyên qua ngực mà đổ gục trước mặt bốn người vẫn còn cá lọt lưới hãy dọn sạch chúng đi nào chấp chấp thấy vậy thì lập tức lao tới trả thù hư cho trẻ con cút đi tên này vung một trưởng đánh bay chấp chấp dính vào vách núi tiết vân cũng lập tức lao tới vung một kiếm diệt chảm tên tu linh giả chỉ chém một kiếm đã chặt đứt kiếm của tiết vân tiết vân thấy kiếm của mình bị chém đứt mà thất kinh tên tu linh giả vung thêm một kiếm chém bay tiết vân tiểu thúy thấy vậy cũng muốn lao tới giúp chỉ là một đám con sâu con kiến đi chết đi tiểu thúy thấy một kiếm này thì mặt sợ hãi nhưng lúc sắp đâm vào thì thanh kiếm đã bị đánh vỡ mấy tên tu linh giả thấy vậy thì kinh ngạc à. tiểu thúy cũng nổi ra gà mà liếc về sau trong sự kinh hãi đằng sau là hạch sảng mất kiểm soát trông như tu la thần yêu khí của anh ấy sao lại mãnh liệt như thế dám hủy bảo kiếm của ta đạo hữu chảm hắn hạch sảng thấy vậy thì há mồm để phóng thích sức mạnh anh phóng thích ra tia sức mạnh y hệt Godzilla. luồng sức mạnh quét qua liền đốt rụi mấy tên tu linh giả này sau khi hạch sảng dừng lại thì trời quang mây tạnh thực lực đáng sợ quá mấy thanh linh kiếm của những tu linh giả cũng rớt xuống tiếp đó là hàng chục thanh kiếm cắm xuống bao vây nhóm người không ổn còn có kẻ địch yêu quái này cô cùng hung bạo các vị cùng hiệp lực khởi động phần yêu đại trận không ổn họ là muốn giết chết hết chúng ta hạch sảng cảm nhận được nguy hiểm thì càng tức giận anh dùng tốc độ của lôi pháp mà nhảy lên để tấn công đám người này hai bên dùng hết sức mà tấn công vào nhau tiếng ầm ầm va chạm làm ai nghe cũng phải đinh tai nhức óc sáu người chúng ta bắt tay mà không chịu được một chiêu của hắn sao đừng phân tâm giữ vững phần yêu đại trận khởi động đám tu linh giả kích hoạt đại trận đánh bay hạch sảng hạch sảng nhận một chiêu đã dính thẳng xuống mặt đất hư toàn lực ra chiêu tiễn hắn lên đường không ổn không kịp rồi lúc này từ đằng xa có một người bay như tên lửa đến là tần phúc thiên tới giải cứu hạch sảng dám đụng vào người đàn ông của bà à chết hết đi cho ta tần phúc thiên chém như điên về đám tu linh giả này chạy mau người này quá mạnh đuổi theo ta muốn người sống khụ khụ vừa nãy tôi sao vậy anh không nhớ gì hết sao nhóc à cậu mạng lớn đấy ta chậm thêm vài phút thì các ngươi đều chết hết rồi lúc này đằng sau có người gọi hạch sảng khụ khụ cậu qua đây một chút hồng lão ông cố gắng thêm chút tôi bảo người tới chữa trị cho ông ngay không cần đâu ta không sống được nữa tiểu thúy đứa trẻ này tôi giao phó cho cậu nhờ cậu chăm sóc tốt cho con bé hồng lão yên tâm tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt cậu không phải là gián điệp đó đúng không ừm trong chuyện này có chút hiểu nhầm không sao cậu là yêu thì đủ rồi ta còn có một món quà cho cậu lão chuột đưa cho hạch sảng một thanh đoàn kiếm rồi nắm lấy tay anh đâm thẳng vào người của mình hạch sảng cùng tiểu thúy vì sự bất ngờ này mà không kịp phản ứng đừng sợ dù sao ta cũng không sống được cái mạng này tặng cho cậu thế này cậu chính là người thắng trong trận đấu anh kiệt nhớ rõ tìm thấy tên minh đó thứ trong tay hắn có thể giúp cậu tìm thấy hà đồ lạc thư, nhất định phải hủy nó để giải cứu chúng ta nói xong thì lão chuột cũng mất đi sinh cơ tiểu thúy đau lòng không thôi mà khóc lóc gọi tên hồng lão mục tiêu của họ vậy mà lại là hà đồ lạc thư sau khi giải quyết xong thì hang động hoàn toàn sụp đổ quá nguy hiểm nếu em đến muộn nửa phút là anh xong đời rồi ừm vết thương của tôi không sao nên không cần xoa bóp đâu cái đó không quan trọng anh hiện giờ cứ nghỉ ngơi cho tốt thả lỏng đừng kích động cô như thế tôi sao có thể không kích động chứ miệng muốn nổ chim luôn rồi phúc sư tỷ năm tên đó không muốn tham chiến nên đã bỏ chạy cả rồi chúng ta chỉ tìm được một cỗ thi thể này thôi một lũ vô dụng đây chẳng phải là tên ta đã giết chết à nhiều người như vậy lại không bắt được tên nào ngày thường tập luyện kiểu gì vậy trên người thi thể có manh mối gì không là người của vạn tượng minh nhưng không biết có phải thuộc tam sơn cửu châu hay không trên thân xử lý rất sạch sẽ không có lưu lại dấu vết gì cả quả nhiên đây là lần thứ hai tôi bị chúng tấn công sau khi vào núi Vạn tượng minh gì chứ, anh biết chúng sao, lại là vạn tượng minh, tổ chức này thật quá đáng. Bọn họ nói sư tôn đã gia nhập vạn tượng minh cũng không biết là thật hay giả. Ta, ta còn sống không vậy, mạng ngươi thật lớn, điều sư thúc kịp thời điều cứu binh tới giúp. Đây, đây không phải là, phúc sư tỷ của ta, đúng là cô ấy đến cứu ta, ta không nằm mơ chứ. Bên này thì tần phúc thiên cứ kè kè bu lấy hạch sảng không buông, tiết vân nhìn vậy thì mồm dài như đít ngựa, cô làm gì vậy, nhiều người đang nhìn nó, người ta liều mạng cứu anh mà không thể ôm một chút à, hai người đang ôm ấp thì bị tiếng mắng cắt ngang tên họ hạch kia quyết đấu đi vì danh dự giữa những nam nhân ngươi bị đánh cho hỏng não rồi à tiểu vân tử ngươi muốn làm cái gì sư tỷ tỷ bị hắn lừa rồi hắn là yêu quái đấy ta tận mắt nhìn thấy trên người hắn ta có một lá bùa ẩn linh chấp chấp nghe vậy thì cũng không thể tin được vậy thì đã sao anh ta có nằm trong lệnh truy nã không tỷ đã hoàn toàn bị hắn ta mê hoặc ta sẽ không bao giờ cho phép tỷ ở bên cạnh tên yêu quái này hôm nay ta phải thay trời hành đạo tiết vân vừa nói xong thì đã ăn ngay một đấm của tần phúc thiên thay trời hành đạo cái rắm từ bao giờ mà ngươi trở nên kiêu ngạo như vậy hả thấy tần phúc thiên đánh cho tiết vân phải xin đừng đánh nữa làm cho hạch sảng sợ sun cả vòi được rồi được rồi thằng nhóc vẫn đang bị thương có gì từ từ nói thằng nhóc ta dạy dỗ từ bé nay còn dám giáo huấn ta ta phải đánh cho nó tỉnh ra qua các ngươi bắt nạt ta thực ra tôi đúng là yêu giờ cũng không thể giấu mãi được với lại tốt hơn là nên vạch rõ ranh giới với cô Ai nói anh là yêu quái chứ, ai nghe thấy nói tôi nghe, các người có nghe thấy không? Ha ha không có, chúng tôi không hề nghe thấy gì cả. Yên tâm đi, có em bảo vệ thì không ai dám động vào anh đâu. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tôi phải gả cho cô. Và ở núi Thanh Thành này cô nhất định là nữ ma đầu. Tiểu Thúy lúc này đến cửa hang động mà khóc tu tu, hu hu chết hết rồi. Hàng trăm huynh đệ đã không một ai trốn thoát được. Tiếp theo anh định làm gì? Trở lại Long Hổ Sơn sao? Đến động Nguyệt Ba để tìm tung tích của Vạn Tượng Minh? sao anh lại chủ động đến đấy khiêu khích họ làm gì sợ bản thân sống quá lâu à tôi đã một lòng muốn làm thì không cần thiết phải chạy trốn tôi lại thích chủ động như vậy sư đệ bạch ngọc sư huynh ta nhận được tin nên mau chóng đến đây thế nào rồi các người không sao chứ suýt chút nữa xong đời rồi nhưng may mắn tần sư tỷ đến kịp lúc đa tạ tần sư tỷ đại ân đại đức này ta nhất định sẽ đến gặp mộ minh thiên sư cảm tạ thật ra ngươi mong cho hạch sảng gặp chuyện chứ gì như vậy sẽ không còn ai tranh vị trí kế thừa với ngươi nữa tần sư tỷ sao có thể nói như vậy được bạch sư huynh vẫn luôn đối tốt với tôi anh quá ngây thơ rồi nếu như không có anh hắn sẽ tham gia thi đấu anh kiệt cũng sẽ giành được thiên mãnh tinh liễu rồi tần sư tỷ lại nói đùa ta tài năng lẫn kiến thức có hạn sao có thể so được với sư đệ chứ nếu sư phụ muốn hạch sảng tranh tài thì chắc chắn là có lý do ta tuyệt không phản đối đúng rồi sư huynh phong thư này phiền huynh về giao cho sư phụ trong này ghi lại chi tiết những gì đã xảy ra với ta đừng để mất đấy để không trở về cùng ta sao không đệ phải đến ba nguyệt động một chuyến phiền sư huynh nói với sư phụ một tiếng được rồi ta sẽ báo cho sư phụ đệ hãy cẩn thận và chú ý an toàn nói xong thì bạch ngọc bay đi sao vậy là hắn sao đúng vậy hắn ta vừa mới đến và không biết gì về sự tình đang diễn ra ở đây nhưng hắn lại không hỏi thêm câu nào tôi nói muốn đến ba nguyệt động hắn cũng không ngăn cản gì chỉ là không muốn tôi trở về hắn định tìm cơ hội khác tiêu diệt anh à trước mắt quan sát đã khả năng cao là như vậy vậy mà anh còn giao tin tức quan trọng cho hắn hắn trên đường chắc chắn nhìn trộm cho xem hắn chắc chắn sẽ xem ta cũng muốn hắn làm vậy thế mới có thể truyền lại tin tức cho sư phụ cảnh chuyển đến long hổ môn trận chiến anh kiệt giữa các môn phái các đệ tử có bị thương vong nặng nề không dạ nghe nói là bị yêu quái răng bẫy từ trước nên đã bị mắc bẫy may mắn thay sư đệ vẫn bình an vô sự đây là lá thư của đệ gửi cho người vất vả cho người rồi lui xuống đi vậy đệ tử cáo lui sư phụ con ở trong núi bị người của vạn tượng minh tập kích việc này không thể nhịn được trước mắt con sẽ đến ba nguyệt động giải quyết ân oán mấy ngày nữa sẽ về long hồ sơn gặp người tiểu tử này có mấy câu mà cũng viết thư sao ý của nó là thư thật không nằm trong thư à thấy nghi ngờ thì lão sư phụ liền dùng lôi pháp đốt bức thư lão nhân ra đúng là hiểu ý người trong long hồ sơn có nội gián mục tiêu của bọn họ là phá hủy hà đồ lạc thư người phải cẩn thận ngoài ra nếu có dấu vân tay lạ chứng tỏ bạch ngọc sư huynh đang nhìn lén hắn có vấn đề bạch ngọc chính là ngươi ư lôi anh chỉ sao Trước đây khi tôi tu luyện đã luyện được một loại đạo cụ có thể khống chế sức mạnh của lôi lực, khi thử lôi pháp dùng lực nhẹ có thể khiến giấy biến thành màu đen, dùng lực mạnh có thể khiến mảnh giấy vỡ vụn, vậy nên ta muốn thử xem. Nhưng loại này giấy có đặc tính sẽ chuyển màu khi gặp axit yếu, khi đó sẽ lộ dấu vết, cho nên vết ám ngữ bạch ngọc sẽ không nhìn thấy, ngược lại sẽ để lại dấu vân tay. Hoa wow, anh thông minh quá, bảo sao lại muốn viết thư, hóa ra là muốn hắn mắc bẫy. Chuyện, đây chính là kinh nghiệm sau bao năm lăn lộn ngoài xã hội đó. Ta vừa mới gọi điện cho sư phụ rồi. Ông ấy chắc chắn không gia nhập Thiên Đạo Minh, những tên đó đang muốn lừa ta, vậy tại sao con dấu của hắn lại rơi vào tay Thiên Đạo Minh chứ? Hắn nói mấy ngày trước bị trộm, coi như không phải hắn thì cũng là nội ứng thân cận lấy đi, chỉ cần bắt được nội ứng sẽ tra ra, bây giờ xuất phát thôi, chờ chút đã. Sao vậy? Ta đã đi một chuyến xa đến đây cứ thế mà bỏ đi à, không lưu lại cái gì sao? Lưu lại là lưu lại cái gì? Hà muốn ở đây á? Lại đây đi, đừng nói nhảm nữa ha ha, chờ đã, cho ta nợ lần này được không? Không được đây là họ đang nói về cái gì vậy nhỉ bên này tiểu thúy cố gắng đào mộ chôn lão chuột và làm mộ gió cho các huynh đệ của mình hồng lão ta nhất định sẽ kế thừa ý chí của ngài giải cứu đồng tộc bất chấp gian nguy mấy ngày không gặp ngươi đã mạnh lên không ít rồi mau đâm mạnh lên nào Hừm sao nghe giống tiếng của hạch sảng thế nhỉ tiểu thúy lần theo âm thanh mà đi đến bọn họ làm cái trò gì vậy đánh nhau à vạch bụi cỏ ra thì tiểu thúy thấy hạch sảng cùng tần phúc thiên trần như nhộng quấn lấy nhau mà đẩy liên tục thôi tập này kết thúc ở đây hẹn các bạn ở những video sau